cũng hơi lo lo không phải đi chứ giờ ở gần ngay trung tâm hai cái biển luôn mà sống đập vô gần gần tới nhà luôn rồi. Ngủ thì nó mát nhưng mà có cái lạ chỗ đó rồi. Ở nhà còn gà vịt giờ này còn ngồi thấy chưa gì cho ăn.